Những cặp đôi gây bão màn ảnh showbiz nửa đầu năm 2021. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là chúng ta đã trải qua nửa năm 2021 với sự thành công của hàng loạt bộ phim Hoa ngữ. Quần chúng thích ăn dưa thấy rằng, để đạt được những thành tích ấy, ngoài kịch bản, kỹ xảo và diễn xuất của các diễn viên thì còn một yếu tố quan trọng nhất quyết định danh tiếng của bộ phim, đó chính là cảm giác cặp đôi của nam nữ chính. Ở bài viết dưới đây, quần chúng thích ăn dưa đã liệt kê ra 6 cặp đôi mà CNET bình chọn. Thứ nhất, Đàm Tùng Vận, Trung Hàn Lương, Cẩm Tâm Thượng Ngọc. Thời điểm Cẩm Tâm Thượng Ngọc giới thiệu Trung Hàn Lương sẽ đóng cặp với Đàm Tùng Vận, ai nấy đều lo lắng, liệu cặp đôi cách nhau tận 16 tuổi, làm sao để diễn cảnh tình cảm. Thế nhưng không ngờ được rằng sau khi phim lên sóng, Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương lại trở thành một trong những cặp vợ chồng được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ngẫm lại, Trung Hàn Lương và Đàm Tùng Vận có rất nhiều điểm chung để trở thành một cặp vợ chồng ăn ý đấy nhé. Cùng sở hữu nhan sắc không tuổi, cùng là nam thần, nữ thần chemistry nữa nè. Bước ra từ Cẩm Tâm Thượng Ngọc, họ còn sánh đôi khi làm khách mời của nhiều chương trình giải trí lớn. Thứ hai, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Trường Ca Hành. Gặp cảnh tương tự như Cẩm Tâm Thượng Ngọc, khi Trường Ca Hành vừa mới phát sóng, cư dân mạng hết chê trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bảo Ngô Lỗi mặt non trượt, không xứng đôi với đàn. Thế mà phim chiếu chưa đầy nửa chặng đường, khán giả đã quay xe tuyên bố quán quéo về cặp đôi Lý Trường Ca và A Sử Na Chuẩn. Điều đáng nói là trong Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi có rất ít cảnh thân mật. Thế nhưng đối với một bộ phim thuộc thể loại lịch sử cổ trang thì chúng ta có thể cảm nhận được độ ngọt ngào từ ánh mắt và sự ăn ý trong từng hành động của hai nhân vật chính. Thứ ba, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, Trường Ca Hành. Ngoài Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, trong Trường Ca Hành có một cặp đôi được fan chèo thuyền nhiệt tình không kém, chính là Lý Lạc Yên, Triệu Lộ Tư và Hạo Đô, Lưu Vũ Linh. Có lẽ hình tượng nam nghiêm túc, nữ yếu đuối nhõng nhẽo vốn dễ dàng chinh phục khán giả. Sau vai diễn Lý Lạc Yên, khán giả nghĩ rằng Triệu Lộ Tư có lẽ sinh ra để đóng phim cổ trang, hy vọng sẽ thấy được cặp đôi Lạc Yên, Hạo Đô tái hợp trên màn ảnh nhỏ. Trương Chiết Hạn, Công Tuấn, Sơn Hà Lệnh. Đã nhắc tới những bộ phim cổ trang là mưa làm gió màn ảnh xứ Trung đầu 2021 thì không thể không nhắc tới Sơn Hà Lệnh. Từ khi phim lên sóng, hai cái tên Công Tuấn và Trương Chiết Hạn luôn gắn liền với nhau. Có lẽ vì quá ăn ý mặt bộ đôi, lãng lãng đinh đi đến đâu là dân tình náo loạn đến đấy. Theo một vài nguồn tin, tháng 7 này, Trương Chiết Hạn sẽ tổ chức concert. Khán giả nghĩ rằng thế nào Chu Tiểu Thư cũng mời Ôn Khách Hành góp mặt cho coi. Cảnh điểm Trương Bân Bân, Tư Đằng. Phát sóng gần như cùng lúc với Sơn Hà Lệnh, cặp đôi của Tư Đằng cũng đẹp đôi chẳng kém. Chỉ vài khoảnh khắc mà Tư Đằng và Tần Phóng nhìn nhau thôi mà khán giả cũng thấy tim đập thình thịch rồi. Trong phim Đã Tình, ngoài đời cũng chẳng kém đâu nhé. Cảnh Điềm và Trương Bân Bân dạo gần đây cứ dính nhau như sam khi tham gia các sự kiện. Nếu như không biết họ đóng chung phim, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân cũng nên. Hình Phi, Nhậm Gia Luân, Tiểu Thư Quạ Đen và Tiên Sinh Thần Làn. Khán giả cũng đặc biệt ấn tượng với màn hợp tác giữa Hình Phi và Nhậm Gia Luân ở bộ phim Tiểu Thư Quạ Đen và Tiên Sinh Thần Làn. Cốt truyện mới lạ, nhẹ nhàng, góp phần làm nổi bật hiệu ứng cặp đôi đầy ngọt ngào của tổng tài Cố Xuyên và cô trợ lý Tiểu Linh. Điều khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối chính là cặp đôi chính Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác của Hữu Phỉ lại không lọt vào bảng bình chọn này. Rõ ràng cả hai cũng khá đẹp đôi và diễn xuất ăn ý, bộ phim của họ cũng tạo được hiệu ứng rất tốt. Xem ra gu của CNET và khán giả cũng không giống nhau rồi.